Ngày 22 tháng 7, Giám đốc Cơ quan Mật vụ Mỹ Kimberly Chandler có phiên điều trần trước Ủy ban Giám sát Hạ viện Mỹ liên quan vụ cựu Tổng thống Donald Trump bị ám sát hụt, theo hãng tin AFP. Trong phiên điều trần kéo dài 4,5 tiếng, bà Chandler thừa nhận rằng cơ quan này đã thất bại trong nhiệm vụ ngăn chặn hành vi ám sát ông Trump hôm 13 tháng 7. Nhiệm vụ thiêng liêng của cơ quan mật vụ là bảo vệ các nhà lãnh đạo. Vào ngày 13 tháng 7, chúng tôi đã thất bại. Là giám đốc của cơ quan mật vụ, tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm về bất kỳ sai sót an ninh nào, bà Chiatol nói. Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Giám đốc mật vụ Mỹ thừa nhận thất bại khi để cựu Tổng thống Donald Trump bị ám sát hụt. Bà Chiatol nói rằng vụ ông Trump bị ám sát hụt khi đang vận động tranh cử là thất bại hoạt động quan trọng nhất của cơ quan mật vụ trong nhiều thập niên. Theo giám đốc cơ quan mật vụ, nghi phạm Thomas Matthew Cruz đã được xác định là đáng ngờ trước khi ông Trump lên sân khấu, nhưng các nhân viên mật vụ đã không coi người này là mối đe dọa. Rõ ràng đã có sai sót và chúng tôi nỗ lực hết sức để đảm bảo rằng điều này sẽ không bao giờ xảy ra nữa, bà Chiatol nói thêm. Phản hồi những cáo buộc từ đảng Cộng hòa rằng cơ quan mật vụ đã từ chối cung cấp nguồn lực để bảo vệ ông Trump, bà Chiatol nói rằng an ninh cho cựu tổng thống đã được tăng cường trước vụ xả súng. Mức độ an ninh dành cho cựu tổng thống đã được tăng cường trước chiến dịch và vẫn liên tục được tăng cường khi các mối đe dọa gia tăng, theo bà Chiatol. Bà Chiatol nhấn mạnh rằng cơ quan mật vụ đã cung cấp dịch vụ an ninh tại buổi vận động tranh cử theo yêu cầu từ đội ngũ của ông Trump. Tuy nhiên, người đứng đầu cơ quan mật vụ từ chối trả lời các câu hỏi liên quan tình hình an ninh tại sự kiện ngày 13 tháng 7, cho biết cơ quan mật vụ đang tiến hành điều tra nội bộ và sẽ có kết quả trong vòng 60 ngày. Các nhà lập pháp từ cả hai đảng đều bác bỏ ý tưởng điều tra 60 ngày và cáo buộc bà Chiatol cản trở quốc hội làm nhiệm vụ. Theo báo New York Times, ngay sau vụ ông Donald Trump bị bắn, Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI xác định nghi phạm bị lực lượng chức năng tiêu diệt tại hiện trường vụ mưu sát cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tên là Thomas Matthew Cruz, 20 tuổi, đến từ quận Battle Park, bang Pennsylvania. Người này có lập trường chính trị không rõ ràng và từng có thành tích học tập tốt. Nhà chức trách Mỹ cho biết nghi phạm bị bắn hạ trên nóc một tòa nhà gần nơi ông Trump tổ chức sự kiện vận động tranh cử. Thi thể Cruz được tìm thấy bên cạnh một khẩu súng trường tấn công bán tự động AR-15. Trước áp lực từ dư luận về câu hỏi, điều gì đã khiến xạ thủ 20 tuổi Thomas Matthew Cruz lọt vào được khu vận động tranh cử của cựu Tổng thống Donald Trump và suýt gây ra thảm họa cho nước Mỹ? Ủy ban Giám sát Hạ viện Mỹ đã yêu cầu Giám đốc Sở Mật vụ Kimberly Chiatol có mặt tại phiên điều trần. Người Mỹ yêu cầu câu trả lời về vụ ám sát cựu Tổng thống Trump. Ủy ban cho biết trong một tuyên bố trên X, đồng thời lưu ý rằng sự xuất hiện của bà Chiatol là tự nguyện. Cơ quan mật vụ đã đồng ý thông báo ngắn gọn cho Ủy ban Giám sát Hạ viện do đảng Cộng hòa lãnh đạo về vụ tấn công, một phát ngôn viên nói với The Hill. Vụ ám sát ông Trump là vụ nổ súng đầu tiên nhằm vào một tổng thống Mỹ hoặc ứng cử viên của một đảng lớn kể từ vụ ám sát cựu tổng thống đảng Cộng hòa Ronald Reagan, người đã ở Nhà Trắng từ năm 1981 đến năm 1989. Điều này đặt ra câu hỏi ngay lập tức về những thất bại an ninh của Sở Mật vụ, cơ quan cung cấp cho các cựu tổng thống, bao gồm cả Trump, sự bảo vệ trọn đời. Theo nhà chức trách Mỹ, khi bị bắn hạ, nghi phạm không mang theo bất kỳ giấy tờ tùy thân nào. Do đó, lực lượng chức năng đã xác định danh tính người này thông qua vân tay và đặc điểm sinh trắc học. Qua quá trình đối chiếu, New York Times khẳng định Cruz không hề có hồ sơ tiền án trong các hồ sơ tòa án công khai của bang Pennsylvania. Hồ sơ đăng ký cử tri của bang này cho thấy Cruz đã đăng ký làm cử tri chính thức của đảng Cộng hòa. Tuy nhiên, quan điểm chính trị của đối tượng này vẫn còn dao động vì Cruz từng ủng hộ 15 USD cho một ủy ban hành động chính trị cấp tiến thông qua nền tảng quyên góp ACVU của đảng Dân Chủ. Thời điểm quyên góp vào đúng ngày 20 tháng 1, 2021, ngày nhậm chức tổng thống của ông Joe Biden. Hồ sơ trường trung học Battle Park cho thấy Cruz tốt nghiệp phổ thông năm 2022. Cũng trong năm này, Cruz nhận giải thưởng ngôi sao trị giá 500 USD từ Tổ chức Sáng kiến toán và Khoa học quốc gia. Một đoạn màn hình lễ tốt nghiệp của trường Battle Park năm 2022 cho thấy Cruz xuất hiện trên sân khấu để nhận bằng trong tiếng vỗ tay chúc mừng của mọi người. Ngoài ra, phía FBI vẫn chưa cung cấp thêm thông tin chi tiết nào. Đây vẫn là cuộc điều tra đang diễn ra. Cơ quan này cho biết, rạng sáng 14 tháng 7, lực lượng chức năng đã phong tỏa toàn bộ tuyến đường dẫn đến nhà nghi phạm Cruz tại Battle Park. Phản ứng mạnh mẽ của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và phu nhân. Ngày 14 tháng 7, cựu đệ nhất phu nhân Mỹ, bà Melania Trump đã ra tuyên bố về vụ chồng bà, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump bị bắn vào ngày 13 tháng 7 khi ông đang vận động tranh cử ở thành phố Butler, bang Pennsylvania, theo đài CNN. Trong tuyên bố, bà Trump lên án vụ tấn công chồng bà, đồng thời kêu gọi người dân Mỹ đoàn kết sau vụ ông Trump bị bắn khi vận động tranh cử.
Khi chứng kiến viên đạn hung bạo đó bắn trúng chồng tôi, Donald, tôi nhận ra cuộc đời tôi và cuộc đời của Barron, đứa con trai út của vợ chồng ông Trump, đang trên bờ vực của một sự thay đổi tàn khốc, bà Trump cho hay. Cựu đệ nhất phu nhân Mỹ gửi lời cảm ơn tới các nhân viên mật vụ dũng cảm và các quan chức thực thi pháp luật đã liều mạng để bảo vệ ông Trump. Bà Trump cũng bày tỏ sự cảm thông chân thành nhất đối với những nạn nhân vô tội vì cuộc tấn công. Bà Trump gọi kẻ xả súng là con quái vật khi coi cựu Tổng thống Trump là một cỗ máy chính trị vô nhân đạo, đồng thời kêu gọi người dân Mỹ tập trung vào những điều quan trọng hơn, chẳng hạn như tình yêu, lòng trắc ẩn, lòng tốt và sự đồng cảm, thay vì sự cạnh tranh chính trị. Chúng ta hãy cùng nhau đoàn kết, vượt lên trên sự căm ghét, cay độc và những ý tưởng đơn giản có thể châm ngòi cho bạo lực. Tất cả chúng ta đều mong muốn một thế giới nơi sự tôn trọng được đặt lên hàng đầu, gia đình và tình yêu là trên hết, bà Trump nhấn mạnh. Trong khi đó, trên mạng xã hội True Social, ông Trump gửi lời cảm ơn tất cả mọi người vì những suy nghĩ và lời cầu nguyện của các bạn ngày hôm qua. Nói thêm rằng, chỉ có Chúa mới ngăn cản được điều không thể tưởng tượng được xảy ra. Chúng tôi sẽ không sợ, mà thay vào đó vẫn kiên trì trong đức tin và sự thách thức khi đối mặt cái ác, ông Trump cho hay. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng nhắn gửi thông điệp đầu tiên đến người ủng hộ sau khi ông bị bắn, khẳng định sẽ không bỏ cuộc. Email được gửi sau khi ông Trump bị bắn tại buổi vận động tranh cử ở thành phố Butler, Pennsylvania, theo đài CNN. Đây là thông điệp từ Donald Trump. Tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc, email viết. Theo CNN, email có chữ ký và chân dung của ông Trump. Trước đó, trong bài đăng trên mạng xã hội True Social, ông Trump cho biết ông bị một viên đạn bắn vào phần trên tay phải. Ông Trump viết, biết ngay rằng có điều gì đó không ổn. Khi tôi nghe thấy tiếng rít, tiếng súng và ngay lập tức cảm thấy viên đạn xé toạc da. Tôi muốn cảm ơn cơ quan mật vụ Mỹ và tất cả cơ quan thực thi pháp luật vì phản ứng nhanh chóng của họ đối với vụ nổ súng vừa diễn ra ở Butler, bang Pennsylvania. Quan trọng nhất, tôi muốn gửi lời chia buồn tới gia đình của người thiệt mạng tại cuộc vận động tranh cử và cả gia đình của người bị thương nặng. Thật không thể tin được một hành động như vậy lại có thể diễn ra ở nước ta, ông Trump cho hay. Theo các cố vấn của ông Trump, ông đã khỏe sau vụ nổ súng. Thống đốc Pennsylvania, ông George Shapiro cho biết, cựu tổng thống đã rời khu vực thành phố Butler dưới sự bảo vệ của cơ quan mật vụ và với sự hỗ trợ của cảnh sát bang Pennsylvania. Vài giờ sau khi cựu tổng thống Mỹ Donald Trump bị ám sát hụt, đội ngũ tranh cử của ông đã đăng tải một đoạn video lên mạng xã hội X cho thấy ông vẫn khỏe mạnh sau sự cố. Ông ấy sẽ không bao giờ đầu hàng. Chúa phù hộ ông Trump. Đội ngũ tranh cử của ông Trump viết trên X. Ông Trump cũng xác nhận tham dự đại hội toàn quốc của đảng Cộng hòa được tổ chức tại thành phố Milwaukee, bang Wisconsin vào ngày 15 tháng 7 và kéo dài trong 4 ngày. Tôi định hoãn chuyến đi đến Wisconsin và đại hội toàn quốc của đảng Cộng hòa trong 2 ngày, nhưng vừa quyết định rằng tôi không thể để một kẻ xả súng hoặc một kẻ ám sát thay đổi lịch trình hoặc bất kỳ điều gì khác. Do đó, tôi sẽ đến Milwaukee theo đúng lịch trình. Ông Trump viết trên mạng xã hội True Social. Đội ngũ tranh cử của ông Trump cũng đăng tải đoạn video ông Trump chiều 14 tháng 7 giờ Mỹ đã lên đường di chuyển đến Milwaukee. Trước sự việc nghiêm trọng trên, CNN dẫn thông tin từ các quan chức thực thi pháp luật Mỹ cho hay vụ nổ súng tại cuộc vận động tranh cử của cựu Tổng thống Donald Trump ở Butler, Pennsylvania tối 13 tháng 7 đang được điều tra như một âm mưu ám sát. Ứng cử viên Thượng viện Đảng Cộng hòa Pennsylvania David McCormick nói với Fox News rằng ông đang ở hàng ghế đầu thì 7 đến 8 tiếng súng vang lên. McCormick nói, đám đông gần như ngã xuống đất, mật vụ ngay lập tức đã đến và nhanh chóng bảo vệ cựu Tổng thống. Ông McCormick cho biết hiện chưa rõ các phát súng đến từ hướng nào, nhưng người đứng sau trên khán đài chắc chắn bị thương. Có rất nhiều máu và cảnh sát đã đến đưa người đó ra khỏi khán đài để họ được chăm sóc, ông McCormick nói. McCormick không biết liệu những người khác có bị thương hay không. Khi được hỏi liệu có phải cựu Tổng thống Donald Trump may mắn sống sót hay không, ông McCormick trả lời, tôi nghĩ vậy. Fox News dẫn các nguồn thực thi pháp luật cho hay, nghi phạm xả súng tại cuộc vận động tranh cử của ông Donald Trump đã chết. Hai người bị thương khác được đưa đến bệnh viện Pittsburgh. Trong khi đó, CNN dẫn nguồn tin của sở mật vụ cho hay, kẻ xả súng đã bị nhân viên mật vụ tiêu diệt. Một người tham dự cũng thiệt mạng trong vụ việc. Cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush ra tuyên bố nói rằng ông và phu nhân biết ơn vì cựu Tổng thống Donald Trump vẫn an toàn sau khi có báo cáo về vụ nổ súng. Laura và tôi rất biết ơn vì cựu Tổng thống Trump vẫn an toàn sau cuộc tấn công hèn nhát nhằm vào mạng sống của ông ấy. Và chúng tôi khen ngợi các nhân viên mật vụ vì phản ứng nhanh chóng của họ, tuyên bố viết. Mật vụ Mỹ tiết lộ về một thiết bị đặc biệt hỗ trợ nghi phạm ám sát ông Trump. Ngày 20 tháng 7, các nhà điều tra tin rằng nghi phạm ám sát cựu Tổng thống Donald Trump có thể đã sử dụng máy bay không người lái drone để quan sát địa điểm tổ chức vào ngày xảy ra vụ nổ súng, đài CNN đưa tin. Các nhà điều tra đã tìm thấy drone trong xe của Thomas Roos, nghi phạm ám sát trong vụ việc. Theo đài CNN, nghi phạm Roos được cho là đã dùng drone để có cái nhìn tổng quan về địa hình và mái nhà của các tòa nhà gần nơi diễn ra buổi vận động tranh cử của ông Trump.
việc sử dụng drone đã giúp nghi phạm ám sát chọn được vị trí bắn về phía bột nơi ông Trump đứng. Các nhà điều tra của Mỹ cũng công bố rằng họ đã tìm thấy một chiếc thang và một chiếc ba lô được cho là của Rush. Nghi phạm ám sát đã mua chiếc thang vài tiếng đồng hồ trước khi nổ súng, đài CNN đưa tin. Việc phát hiện ra chiếc thang, ba lô và máy bay không người lái được công bố trong bối cảnh các nhà điều tra Mỹ đang nỗ lực tìm ra động cơ cho vụ tấn công của nghi phạm Rush. Theo hãng tin AP, cho đến nay, các nhà điều tra Mỹ vẫn chưa tìm thấy bất kỳ khuynh hướng ý thức hệ nào có thể giúp giải thích hành động của nghi phạm ám sát này. Trước đó, ngay sau vụ nổ súng, các nhà điều tra đã tìm thấy một chiếc áo chống đạn, ba băng đạn đã nạp đầy và hai thiết bị nổ điều khiển từ xa trong xe của Rush. Ngoài ra, sau khi khám xét nơi ở của nghi phạm ám sát, các nhà điều tra đã phát hiện ra những chiếc áo chống đạn khác, một thiết bị nổ điều khiển từ xa khác và một chiếc máy in 3D, theo đài CNN đưa tin. Khẩu súng trường kiểu AR mà Rush dùng để bắn ông Trump đã được cha của nghi phạm, ông Martel Cruz, mua hợp pháp. Theo hồ sơ của cảnh sát bang Pennsylvania, Mỹ, khẩu súng gây án là một trong hơn 20 khẩu súng mà cha nghi phạm ám sát đã đăng ký sở hữu và được cất giữ tại nhà. Các nhà điều tra Mỹ khi lục soát điện thoại của nghi phạm cũng đã tìm thấy những bức ảnh của ông Trump, Tổng thống Joe Biden và các quan chức chính phủ cấp cao khác. Họ cũng phát hiện ra rằng nghi phạm Rush đã ra cứu ngày diễn ra đại hội toàn quốc của đảng Dân Chủ, cũng như những lần xuất hiện của ông Trump. Thông tin chi tiết hơn về cuộc điều tra dự kiến sẽ được công bố trong tuần tới, khi giám đốc FBI Chris Wray điều trần trước Ủy ban Tư pháp Hạ viện. Vụ ám sát hộp ông Donald Trump diễn ra trong 11 phút 9 giây. Cuộc vận động tranh cử được tổ chức tại khu hội chợ Butler, cách Pittsburgh, Philadelphia khoảng 55 km về phía Bắc. Các khán đài đặc biệt và một sân khấu đã được dựng lên tại địa điểm tổ chức sự kiện. Ông Donald Trump được yêu cầu lên sân khấu lúc 17 giờ theo giờ địa phương, nhưng không xuất hiện cho đến khoảng 18:02. Sân khấu hướng về phía Tây Bắc với khán giả đứng phía sau và ba tòa nhà có thể nhìn thấy trong ảnh vệ tinh ngay phía sau. Bên trái ông Trump có một loạt tòa nhà lớn khác và một bãi đậu xe. Sau khi chào khán giả, ông Trump chính thức bước lên sân khấu. Những lời đầu tiên của ông nói vào micro là: "Đây là một đám đông lớn, đẹp." Vào khoảng 18:11, một người tham dự cuộc vận động gần vị trí của nghi phạm xả súng hét lên: "Anh ta có súng!" khiến mọi người xung quanh hoảng sợ. Có thể nghe thấy ba phát súng từ cùng một loại vũ khí trong vòng chưa đầy 3 giây. Giữa phát súng đầu tiên và phát thứ hai, cựu Tổng thống Donald ôm lấy tai và hơi nhăn mặt, cho thấy viên đạn đầu tiên đã trúng đích. Phát súng thứ hai vang lên và ông Trump bắt đầu cúi mình sau buộc phát biểu. Đám đông phía sau bắt đầu nhận biết điều gì đang xảy ra. Tiếng súng thứ ba vang lên và ba thành viên trong đội an ninh gần như ngay lập tức áp sát ông Trump, dùng thân mình che chắn cho cựu Tổng thống. 4 giây sau, 4 phát súng khác vang lên. Tiếp theo là ba phát súng nhanh chóng phát ra từ thứ nghe giống như một loại súng khác. 11 giây sau, có thêm một tiếng súng nữa. Đoạn video nhân chứng quay sau đó cho thấy thi thể của nghi phạm xả súng trên một tòa nhà cạnh bãi đậu xe phía Bắc, cách sân khấu nơi ông Trump phát biểu khoảng 130m. FBI sau đó đã đưa ra tuyên bố xác định Thomas Matthew Cruz, 20 tuổi, là đối tượng liên quan đến vụ ám sát. Hiện vẫn chưa rõ chính xác bằng cách nào anh ta lên được tầng thượng, nhưng dữ liệu bản đồ đường phố và hình ảnh vệ tinh về vị trí này cho thấy có nhiều điểm có thể lên, bao gồm cả từ các tòa nhà lân cận và bãi đậu xe. Khi nhiều nhân viên mật vụ và những người hộ tống có vũ trang lao đến phía ông Trump, micro bắt được âm thanh của đội an ninh đang cố gắng điều phối đưa cựu tổng thống ra ngoài. Đoạn clip do nhiếp ảnh gia Jabin Postford của tờ Washington Post thực hiện cho thấy nhân viên an ninh đang cố gắng đỡ cựu tổng thống đứng dậy. Đội an ninh đã sẵn sàng di chuyển sau khi con đường từ sân khấu đến chiếc suất được thông thoáng. Khi đó vẫn nghe thấy ông Trump nói với các thành viên mật vụ trong video: "Để tôi lấy lại đôi giày đã." Trong khi đó, cách sân khấu khoảng 50m về phía Bắc, một người bị bắn trong làn đạn chéo đang được mọi người xung quanh giúp đỡ. Người phát ngôn của sở mật vụ Anthony Guglielmi sau đó thông báo, ngoài tay súng, một khán giả đã thiệt mạng và hai người khác bị thương nặng. Cựu tổng thống giơ nắm đấm cuối cùng trước đám đông trước khi xe bắt đầu di chuyển lúc 18:13:41. Tất cả chỉ mất 11 phút 9 giây cho toàn bộ sự việc. Phản xạ nhanh giúp ông Trump thoát chết. Trong khoảnh khắc vết đạn sượt qua tai trong một âm mưu ám sát giữa thanh thiên bạch nhật, ông Trump ở tuổi 78 đã phản xạ đúng nguyên tắc Run, Hide, Fire mà Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI dùng để đào tạo. Rạng sáng ngày 14 tháng 7, theo giờ Việt Nam, nước Mỹ rúng động khi tiếng súng vang lên trong buổi vận động tranh cử của cựu Tổng thống Donald Trump ở thành phố Butler, bang Pennsylvania. Vài tiếng sau vụ việc, báo giới đã mổ xẻ ghi hình và nghe thấy tiếng ông nói liên tục với các thành viên mật vụ Mỹ trong video: "Để tôi lấy lại đôi giày đã." Chi tiết có phần hài hước này
phản ánh sự điềm tĩnh kỳ lạ của chính trị gia 78 tuổi giữa lúc vết đạn vừa sượt qua tai. Khi ông Trump vừa dứt câu, hãy nhìn xem điều gì đã xảy ra, những tiếng nổ lốp bốp vang lên, đám đông nhốn nháo và la hét, trong lúc ông Trump đã thấy vết đau ở tai bên phải ngay sau đó. Cựu Tổng thống Mỹ lập tức cúi người xuống sàn, núp phía dưới bục phát biểu. Sau khi các nhân viên an ninh lao tới, người ta thấy máu chảy bên tai phải của ông Trump. Hình ảnh từ video cũng cho thấy ông Trump lo sợ nhưng ít biểu hiện hoảng loạn. Trong micro, có tiếng ông liên tục yêu cầu nhân viên an ninh cho phép mình lấy lại đôi giày trước khi được hộ tống. Chuỗi hành động của ông Trump khá khớp với các nguyên tắc đào tạo của FBI về việc ứng phó trong tình huống khẩn cấp dạng này. Được biết, FBI có chương trình đào tạo cho dân thường mang tên Chuẩn bị và phòng ngừa tấn công bằng súng đang diễn ra. ASAPP nhằm giúp công dân Mỹ chuẩn bị tốt hơn trong các vụ nổ súng trên đất Mỹ và nước ngoài. Chương trình dài 2 tiếng này đúc kết bài học từ nhiều năm nghiên cứu, triển khai diễn tập dựa trên tình huống để thực hành quy trình ra quyết định khi có súng nổ. Đây là chuỗi ra quyết định dựa trên nguyên tắc Run, Hide, Fight, chạy, trốn và chiến đấu để sinh tồn. Trong đó, chạy trốn là việc làm ưu tiên và chiến đấu là phương án cuối cùng nếu buộc phải như vậy. Việc ông Trump tìm đôi giày trong tình huống vừa qua là chi tiết không khớp với khuyến nghị bỏ lại đồ đạc khi có súng nổ của FBI. Tuy nhiên, hành động này lại có lợi cho hình ảnh điềm tĩnh, đôi khi được diễn giải thành gan dạ hoặc bản lĩnh của chính trị gia đang tranh cử tổng thống này. Giữa các nhân viên an ninh, ông Trump quay lại người dân và ống kính giơ cao nắm đấm và miệng thét lớn, fight, chiến đấu. Chữ chiến đấu ấy vô tình là phương án cuối cùng trong nguyên tắc run, hide, fight của FBI, đồng thời cũng chứa tính biểu tượng vô cùng đặc biệt trong mắt cử tri. Đám đông đang hoảng loạn trong tiếng súng cũng đã hưởng ứng nhiệt tình trước chữ chiến đấu của ông. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Bảo Trân rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Đừng quên nhấn chuông theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin chào và hẹn gặp lại.